voi xạ thủ kìa mày. Ê, bọn này nguy hiểm đấy, đừng có nhây. Không sao đâu, nay nó đi chung với cả voi điệp viên. Xôi cừu mẹ, ông bạn chăm chỉ thật. Mấy hôm nắng mưa thế mà vẫn thấy ngồi đây bán xôi, chịu khó thực sự, quá nể luôn. À, nhà em khó khăn lắm, bố mẹ là già yếu rồi. Mẹ em cũng đang có chuyện cần tiền gấp nữa, nên em cũng cố gắng kiếm tiền về đưa cho mẹ thôi ạ. Tần mấy trăm triệu, chả biết bán xôi đến bao giờ, nhưng cứ cố gắng vì mẹ thôi anh ạ. Đấy, mày thấy người ta bảo đáp công ơn chưa? Thấy gì? Mày đè tao ra à mà đói. Nhưng hỏi riêng tư tỷ được không? Mẹ bạn đang ốm nặng hay sao mà cần nhiều tiền vậy? Không ạ, mẹ em đứng tên vay tiền hộ em, mà giờ em lô đề thua nợ nhiều quá, thế là người ta cứ đòi mẹ em thôi. Vật cờ lợt thanh niên trai tráng không giúp được gì thì thôi, mà sao lại làm khổ bà già thế? Đâu anh, mẹ em toàn gửi số cho em ghi đấy chứ, vì có ai dám cho mẹ em chơi nữa đâu. Đâu hai hôm nay đẹp lắm con ơi, nó mà về một phát thôi là cả nhà mình hết nợ. Ui, hôm nay con cùng kết đầu hai đấy mẹ. Trời ơi, rốt cuộc lại thì cả hai mẹ con nhà này đều đam mê chơi số đề nên vỡ nợ, chứ có phải là mỗi mình mẹ nó chơi đâu. Chụp hình làm căn cước nên Thảo cần ra giúp em anh ơi. Ok. Khoan ạ, nếu Thảo kính ra, lúc này mọi người sẽ biết rằng mình là siêu nhân mất. Tôi không làm được. Đừng ép tôi. Ôi, kèo này khó quá, tao không chụp được đâu, kêu người khác đi. Đúng dịp để mình khoe Vivo i21s, vừa mới mua ở Viettel Store đây rồi. RAM mở rộng đến 2GB, có camera siêu nét 50MP, thì chụp kiểu gì chả đẹp. Anh ơi, để em chụp cho. À, hay quá, cảm ơn cậu nhiều nhé. Đây, chụp nó hồi nhé. Nãy giờ nó định nhảy xuống mà sơ đồ cao. Rồi, ôi, đáng đời cái tôi quảng cáo, người ta nhờ chụp con Pokemon, chứ có phải là chụp ảnh đâu, mà vào khỏe điện thoại cứ chứ. Đôi khi em trở về nhà với hân hai mệt mỏi, mai ử đi làm nữa, lương trả bao nhiêu mà đã làm sớm lại còn tăng ca, sếp thì hàm. Thứ em cần chỉ là ăn, thì thầm bên tai một lời động viên. Thôi không sao đâu, anh mua lại công ty em rồi. Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nào, không được hỏi tuổi phụ nữ. Thế để em đoán, chị chắc phải gần 40. Con gì đấy? Xin lỗi bạn, thật ra nó chỉ là con mèo thôi. Nhưng mà...